Thưa quý vị khán giả, mới đây, ngày 25 tháng 5, tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã chính thức công bố và báo cáo ứng dụng thành công robot mổ não thế hệ mới Modus V Snactive. Đây là robot mổ não duy nhất tại Việt Nam được Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đưa vào hoạt động. Vậy việc thực hiện công nghệ robot này đòi hỏi chuyên môn và kinh nghiệm như thế nào? Chương mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung phóng sự sau. Bệnh nhân này là một trong số những người bệnh được phẫu thuật bằng robot mổ não Modus V Snactive, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Trước đó, em đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trong tình trạng rối loạn thị lực, nhìn mờ, phạm vi nhìn hẹp, đau đầu, mờ mắt. Kết quả chụp cộng hưởng từ phát hiện khối u tuyến yên tăng sinh lớn, tương đương một quả trứng ngỗng. Khối u phát triển nhiều hướng len vào các khoảng trống ở nền sọ, tạo thành hình ảnh như con ếch chuồn có nhiều thùy. Rồi từ từ cái nó bắt đầu nó mắc nghẹn, nó ói, rồi ăn uống nuốt đâu được đâu, rồi càng ngày chóng mặt á. Thì bệnh viện mới phát hiện ra cái khối u, bác sĩ nói vậy rồi nó nằm ngay chỗ đó, nó chèn ép biết thì phải tê liệt hết là cũng phải ra đi thôi. Nói cái tỷ lệ phần trăm mổ thì cái liệt là cái chắc rồi. Tôi sụp đổ tôi luôn á. Trong cái lúc mà bác sĩ có giới thiệu đó, nói ở trên Tâm Anh là có cái điều kiện để trị cho cháu đó, ông khuyên gia đình nên đi. Lên trển thì bác sĩ giải thích, cũng đưa ra cái phương án là cho cháu là mẫu, cũng như là mẫu cái tỷ lệ thành công cũng cao. Nghe thì cũng thấy cũng an tâm, cho nên mới chỉ phẫu thuật cho cháu. Theo thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Chu Tấn Sĩ, trưởng khoa ngoại thần kinh, trung tâm thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, khối u có hình thù khác lạ, đây là một ca khó. Lần đầu tiên các bác sĩ quyết định mổ u não bằng hai đường mổ cùng lúc, áp dụng các kỹ thuật hiện đại trong phẫu thuật thần kinh. Cái này nó cũng là khá đặc biệt. Khối u lớn chèn ép hẳn vào cái đường dẫn truyền vận động. Và cái vị trí này là cái vị trí khó phẫu thuật. Tuy nhiên với cái phương tiện, cái trang thiết bị mà mình có hiện nay là cái hệ thống robot cho phép mình có thể thực hiện một cụm mẫu mô phỏng trước đó, chọn một cái hướng đi, một cái đường tiếp cận tối ưu nhất, bảo tồn gần như tối đa cái đường dẫn truyền thần kinh, để sau đó mình sẽ phẫu tích theo đúng cái lộ trình đó, thì mình sẽ tránh được các cái sự đứt gãy, sự tổn thương của các bó đó, và như vậy mình sẽ có cơ sở mình bảo tồn được cái chức năng thần kinh của người bệnh sau mổ. Tại hội thảo khoa học Tâm Anh 2023 chuyên đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế, bác sĩ Chu Tấn Sĩ cho biết bệnh lý thần kinh, sọ não thuộc nhóm bệnh nguy hiểm nhất. Di chứng có thể gặp của phẫu thuật thần kinh do làm tổn thương các bó sợi thần kinh hay mô não lành, khiến người bệnh bị yếu, liệt, khó nói, nhìn mờ, thậm chí tàn phế hoặc tử vong. Đây là vấn đề cân nhắc lớn của mỗi phẫu thuật viên khi quyết định thực hiện một ca mổ. Các phương pháp mổ não kinh điển sử dụng hệ thống định vị Navigaton kính vi phẫu không thể giúp bác sĩ thấy được các bó sợi thần kinh trước hoặc trong quá trình mổ. Do đó, nguy cơ cao có thể phạm phải cắt đứt chúng hoặc làm tổn thương các mô não lành xung quanh, để lại di chứng nặng nề cho người bệnh. Với cái hệ thống robot đó, nó cho mình một cái hình ảnh rất là trung thực, rất là rõ nét. Người phẫu thuật viên nhìn được cái bó dẫn truyền thần kinh trong suốt quá trình mổ. Đặc biệt là cái kính vi phẫu điện tử của con robot nó cho phép mình quan sát những cái góc nhìn rất là khó mà trước đây gần như mình không thể nhìn được bằng kính vi phẫu. Từ đó mình quyết định có thể can thiệp được, mình có thể kiểm soát được cái u và có thể bảo tồn được cái bó dẫn truyền đó mà không có ngại là sẽ làm cho người bệnh nặng nề thêm sau mổ. Các chuyên gia đánh giá robot là bước ngoặt mới, phát huy hiệu quả tối ưu trong phẫu thuật các ca bệnh thần kinh sọ não khó nằm sâu trong não hoặc gần các cấu trúc quan trọng của não mà các phương pháp mổ thông thường khó hoặc không dám tiếp cận. Robot Modus V Snactive còn cho phép bác sĩ mổ não trong lúc bệnh nhân tỉnh và giao tiếp được. Khi đó, bác sĩ có thể yêu cầu người bệnh phối hợp khi cần để đảm bảo không làm tổn thương các dây thần kinh hay mô não lành tương ứng. Ở lúc trước là nghĩ đi là bế tắc rồi, không có nghĩ là cháu nó sẽ vượt qua được vậy đâu. Là cảm ơn tất cả mấy bác hết. Bây giờ gửi lời vậy thôi chứ còn không có cái gì để mà đền đáp cái công ơn này nổi hết. Con cũng cảm ơn đội ngũ y bác sĩ ở ekip ở bệnh viện Tâm Anh đã giúp đỡ con cứu được mạng. Nói mấy bác sĩ giống như mẹ đẻ ra thêm lần nữa. Những nội dung vừa rồi đã khép lại mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai trên ANTV. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hân hạnh đồng hành cùng chương trình.